Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh hàng Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể là tạo cái danh sách phát ở trên YouTube. Để làm được điều này thì các bạn hãy truy cập vào cái trang chủ của YouTube nha. Xong sau đó các bạn chạm vào cái phần tài khoản ở chỗ phần tài khoản của bạn này, tài khoản YouTube này. Các bạn chạm vào đó và các bạn chạm vào cái phần là Creator Studio nha. Rồi nó lại chuyển trang đó. Sau đó các bạn chạm vào cái phần dùng Studio bằng thử nghiệm này. Sau đó thì các bạn kéo xuống dưới và chạm vào cái phần đó là tính năng khác nha. Ở đây nè, cái phần chỗ phần kênh nè, nó có cái dòng kéo kéo nè, các bạn kéo xuống dưới nè. Kéo xuống dưới và các bạn chạm vào phần đó là tính năng khác nha. Rồi xong sau đó các bạn chạm vào phần danh sách phát nè. Đó, các bạn chạm vào phần danh sách phát thì nó hiển thị là một cái danh sách phát mới. Thì ở đây là cái danh sách phát của mình nè, những cái danh sách phát của mình đã tạo nè. Là gồm có danh sách phát đó là những cái chủ đề nhỏ của cái video, cái kênh của các bạn. Ở đây như kênh của mình có cái là cách sử dụng Canva Studio nè. Đó, đây là những cái danh sách phát mình đã tạo. Thì là những chủ đề nó giống nhau thì mình sẽ cho nó vào trong một cái danh sách phát. Giống như là các bạn tạo một cái thư mục ở trên máy tính vậy đó, thư mục thì những cái giống nhau á. Đó. Đó, sau khi đó chuyển qua đây rồi thì các bạn chạm vào cái phần đó là danh sách phát mới nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt một cái tiêu đề, đó là ví dụ như là tạo video. Đó, thì mình ví dụ thôi và mình nhấn vào chữ tạo. Rồi, thì đó là nó sẽ tự động và nó sẽ tạo ra một cái danh sách phát mới này cho mình. Đó, đây là mình có một cái danh sách phát mới rồi nè. Thì khi mà mình tải video lên thì mình sẽ chọn cái danh sách phát là tạo video để mình bỏ vào đây chẳng hạn. Rất là đơn giản luôn. Đó, mình đã tạo xong một cái danh sách phát mới. Thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà tạo danh sách phát ở trên YouTube thành công. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn về cái cách làm SEO ở trên YouTube nha.